các bạn. Đây mình có một cái góc quay mới à, thì sẽ thấy được bức tranh này nó kiểu sáng hơn nữa này. Thì bây giờ mình sẽ tập trung vẽ nối tiếp nhé. Mình sẽ vẽ nối một bên trái. Đấy. Cái bức tranh của mình thì kiểu như là nó sẽ có chiều sâu hơn. Đây, các bạn thấy xem. Sâu. À, đây là phần núi. Chỗ này chưa kiểu chưa lấy mình sẽ tô kỹ vào đây. Cái bức tranh này thì sẽ giúp cho các bạn chiêu chiêu vào một buổi tối rất là vui. Các bạn hãy cùng học tập theo mình nhé. Tranh của mình thì phần núi nó sẽ phải nhỏ hơn cái phần đèn trời. Ok, mình cũng thích vẽ tay trái lắm các bạn. Đấy, mình tay hai tay mình đều vẽ được. Khi hoàn thiện bức tranh này thì mình sẽ đóng lên khung và sẽ mang ra tự như là tặng cho các bạn làm event cho các bạn nhé. Nên các bạn hãy thấy hay thì hãy ủng hộ mình nha. Trời và núi. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào video gần nhất. Xin cảm ơn.